đi. Là hát ơi to lên chịu nói không, chịu nói thì thôi nha. Ôi thôi không thu hồi. Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, cho lời khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi quá mà mị có dòng linh có quỷ dữ. Thì Long tiếp tục cho lại ngọn núi nha. Được hai cái dòng rồi. Thì hôm nay cho lại coi có dòng nào không nha. Thấy con quỷ này ở bên mà chút quá. Hay sao mà luyện tà thực nữa quá trời quá đất kìa, không biết sao nữa. Làm qua bên đây coi gặp họ mình à, thiên căn họ về con đường chính đạo nha ông bà bác ha. Chứ ở đây à, dữ dằn là tù đâu có được gì đâu. Có tiếng gì ta, tiếng gì ta. Mới chặt giò đấy ông bà bác nè. Nó đau. Muốn non là phải vậy thôi. Thấy ai đâu ta, mình di chuyển qua bên đó rồi. Chạy này hôm qua làm bẻ nè. Cái gì ai giết gì nó bên này có cái nhà mình di chuyển xuống đây. Dưới này có căn nhà dưới đó ông bà bác nè, thấy không nè, nó căn nhà gì đó. Bây giờ là mình sẽ di chuyển xuống đó thử nha, sang ngoài đó coi. Có nhà thì dông nó sẽ trú ngụ nhiều hơn là ở trong cái những cái vách đá. Thì qua đây thì có đường xuống không? Sang qua đâu
xưa chỗ này là chỗ gì, thờ cúng gì. Có bậc thang đi xuống luôn. Ủa gì kìa, có cái nhà kìa. Đâu mà xuống đó thử coi. Nhà này chắc à, hôm bữa mình thành với cái mình thành với người khán giả. Không thấy con bông nào ta. Lạ thiệt. Thế mà di chuyển qua mấy bên đây kìa. Điện. Ôi. Ôi trời kìa kìa kìa. Trời 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 trời. Mà bắt ơi kìa. Xin chào. Ai đó? Ui. Đây mình nè, đặt cái máy xuống không bảo bác ơi. Cái máy thử cái ai gì? Rồi. Cái kia không bảo bác thấy không? Tôi gọi được không? Xin chào. Xin chào. Chờ ai đó? Tôi người giống hồn. Hỏi ai qua đó? Tôi người. Tôi giống hồn. Chú ngủ ở đây. Nói chuyện chơi được không? Trai nói chuyện chơi. Tới đây làm gì đấy? À, tới đây chơi. Ủa, nói này là quan vắng không tới chơi gì? À, thích là chơi mấy chỗ quan vắng. Đi kiếm ma với dông quỷ rồi. Chơi, nói chuyện với họ đỡ buồn. Nói chuyện với tôi đi. Tôi cũng... Ông là ai? Tôi với dông nè. Dông hả? Ồ, đất rồi. Dông hay là quỷ? Đúng. Chết lâu chưa? Chết lâu rồi. Sao chết à? Chiến tranh. Chiến tranh à? Chiến đâu, chiến tranh đâu mà chết uổng à? Đẹp trai quá chết uổng à? Ừ. Hả? Hả đẹp trai quá à? Chết... À?
xa tới đây. Cái gì? Ừ, xa lắm. Xa hả? Xa là ở đâu? Ở chốt. Ủa? Sao không ở bển đi? Đi qua đây làm chi? Qua đây ta đánh nạn, đánh thương. À, khuôn mặt bị chấn thương hả? Cơ hội còn sống hả? Còn sao chấn thương hả? Bên bớt giết con. Trời ơi. Nó rạch mặt không hay gì? Nó lấy cái miếng sắt nó hồ. Hồ. Cái nóng rồi nó đuôi vô mặt tôi. Ôi bọn mệt, con boss này ác quá ha. Vì chú ngủ đây mấy chục năm rồi, ông tới đây làm gì? Có việc gì không? Tôi hả? Tôi tự giới thiệu cho ông biết nha. Tôi pháp sư nhỏ xíu xíu, chuyên gia đi giúp đỡ vong linh đang than đói khát và giúp đỡ vong linh chết lâu năm không được siêu thoát để mà cho về ngôi chùa tu sớm chuyển kiếp thành người. Ông có muốn tôi giúp ông không? Không. Gì kỳ? Ở đây quen rồi. Quen gì đâu, yêu quá muốn chết thành người vui. Pháp sư tôi đẹp trai không? Ăn mặc thoải mái luôn, ông mặc cái đầm ở đầu lụm đẹp vậy. Con là quan vô chú ngủ, không phải nhà tôi đâu. Ừ, thì bởi vậy gì đâu có gì vui đâu. Đâu có gì vui đâu. Chứ đâu biết chỗ nào đâu ở. Tôi có chợ ở ngon lắm, giống cũng như cả nhà vậy nè. Về là có bạn bè trong linh nói chuyện vui lắm. Rồi chiều qua tôi giúp được cái dòng của hai người bạn, hình như là cái nhóm có 10 người qua đây phải không? Đúng, đúng. Rồi, sao không biết vậy? Tôi giúp được hai người về chùa rồi. Giúp hai người hả? Ừ, hai người kia có tà thực, họ liền cái gì, ông có tà thực không, có phép thực gì không? Hả? Hỏi chị. Thì hỏi nghỉ liền đi, đừng liền nữa. Giúp tôi không có tà thực, không có phép thực gì không được. Có chứ. Mày muốn thử không? Tôi lì lắm à. Ở đây bà ba cũng chưa thằng nào rồi, không có đi đâu à. Có mấy người kia lại rủ tôi đi, tôi không đi. Chỗ này vắng vẻ. Không đi đâu đâu. Không có ai làm phiền khỏe ha. Ừ. Nhưng mà cũng phải thành người với thành quỷ ở đây lâu năm. Tính sống cho bằng trời bằng đất luôn hả? Thành người không biết làm sao thành người đây. Thì tôi giúp cho, tôi pháp sư tôi giúp được. Cho nên là tôi giúp ông. Bây giờ nếu ông không tin tôi pháp sư thì ông có sống này lâu rồi có thực ấn gì không, có cái gì mà chút đỉnh thực ấn gì không, hay là có nội công hay là có luyện được cái gì không? Tôi có cái lòng sân hận của ông boss. Vậy thôi hả? Tôi có lòng tức giận. Tự tôi luyện được ba chiêu à. Có ba chiêu à? Có ba chiêu à. Nhất quá ta. Bây giờ thử pháp sư tôi một cái đi. Nếu như mà không thắng được tôi là biết tôi là pháp sư, rồi tôi sẽ chỉ dẫn trong một con đường tốt. Đứng đó đi, đi kiếm chỗ nào trống trống đi, chỗ này ấy quá đâu có được. Đây đi, đây nè, lại đây nè. Ở đây. Đây. Ủa dạ. Ủa dạ. Đây mình nè. Kèn quỷ kìa, nó đây kìa. Là cái máy ngon lành kìa. Đại chiến nhân quỷ là giờ chiều rồi. Thôi. Trời ơi như người luôn. Ngủ thì chơi phải không? Tôi thấy chân tôi bị què, ông đừng dí tôi, chả không có lợi không nha. Ha. Dí tôi nha, thua là biết cái lời tôi dùng thật không phải, chứ giờ què đi không được. Tôi cũng bị thương rồi. Tôi cũng không bị thương cái mặt à hả? Chơi được chưa? Được 3 chiêu à. Tôi chấp ông chiêu trước á. 2 chiêu đấu đấu công bằng. Đâu ở lại nha. Chấp ông chiêu trước nè. Có gì thôi à. Thôi, bây giờ chiêu tôi chấp ông đó. Còn 2 chiêu nó cố gắng đi. Sao yếu quá. Mạnh mạnh chứ bà.
quá. Con chưa có gồng lành luôn đi. Hồi hầu cái gì? Tu luyện để phòng thân thôi đúng không? Mấy con dòng nó mới tới thôi. Tu luyện không để tôi đấu không được. Ừ, thử đi. Biết khả năng tôi đấu không lại không? Hết lóc đi, trời hết chơi hết lóc. Tập bát quá hắn. Lớn lên. Chà, cũng mạnh ha, chiều này cũng được ha. Chiều này là ông khỏi đỡ luôn. Giãn lòng. Là hát. Ui. To lên. Chịu nói không? Chịu nói thì thôi nha. Ui. Thôi không? Thu hồi. Thôi, rồi đi lên này lại đi. Bị đánh té luôn. Lên đây. Tôi sợ quá, tôi lúc luôn à. Trốn luôn rồi ông bà bác ơi. Bây giờ chắc có lẽ Lâm sẽ mình giúp cái dòng này. Chỉ còn đường duy nhất là mình sẽ làm cái thực làm cái nghi thức để mà cúng cho dòng. Thì cũng như nó ràng thì mình giúp nó. Bây giờ thì chắc là Lâm sẽ tìm vị trí nào. Lúc nãy Lâm thấy có cái bàn ở trên. Lâm trên chiên nhân bạc ở đây nó có cái mùi gì hồi á. Biết ai vô đây đi y bay không biết. Như vậy thì Lâm tìm cái vị trí đặt cho ngon lành. Bắt đầu Lâm sẽ cúng cho cái dòng này nha. Dòng này yếu quá yếu. Như vậy nha mọi ha. Ông bà bác ơi, Lâm cũng tìm được cái vị trí đặt đây, chỗ này mình ngồi được luôn không bà bác. Thôi, Lâm sẽ đặt cái vị trí này cho cái dòng dùng nè. Trong này có được có 3 chiều. Hôm này qua đây, qua đây cũng yếu yếu không. Hôm nào giỏi ra không bảo ha. Thiếu gì luôn. Cũng lẹ lẹ rồi xong rồi mình phiên dông rồi mình giúp dông cho hồi chùa nha không ha. Chắc hồi hồi chết lâu năm hồi đói lắm. Bởi vì làm mới cúng nhiều để cho con gì kêu. Cái con gì kêu. Nam mô
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Huyền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh dòng hồng thổ thần thổ đệ các chư vị chư thần thần đá thần nọ ở đây, đặc biệt là cái dòng mê thời hãy dùng bánh trái đi dòng đó và chút qua đi, tôi không biết ông tên gì nhưng mà tôi biết ông là cái dòng tiếp xúc với tôi lúc nãy, ông cứ qua đây dùng để mà tôi giúp ông trợ duyên công về ngôi chùa tôi làm tôi hiền nha. Để xong rồi ông bà làm sẽ luôn các bạn thích lát nữa mà sẽ cho họ dùng để họ nhìn trả lời không biết hại chưa chết, trú ngụ trong chỗ cái khu vực này, đi chung với cái phe 10 người, sao mà không biết tối thần giúp đỡ người ta, không lo làm bất cứ, rồi từ đổi qua từ đi dùng trước đi. Ngày nào cũng có được như gì rất là ngon, rất cảm ơn đối phó lãnh đạo rất vô rất dữ mấy chục năm nay ở đây, hôm nay mới gặp được cái ông này pháp sư này tới đây cúng cho mình dùng rất là biết ơn ông. Hôm mình gặp ông này được sớm chút xíu nữa mình đã rất dạ không này tốt quá tốt
quá ngon. Cảm ơn. Tôi ở trong giấc giờ ở trong Ba Trúc, một mình bác nó sát hại, nó dùng cái cây sắt nó hơi cho nóng, nó đưa vô mặt, nó đâm vô, ca tắn nó dạng, nó hận thù bọn này lắm. Tôi trốn vô đây, tôi tìm hiểu xong, nhưng không ngờ là tôi chết ở đây luôn, tôi thành một cái linh hồn, thành quỷ, cái chơi cái trưởng ở đây. Học được mơ tà thật mà, đâu không loại pháp sư này. Pháp sư này là người tốt, mình không đấu nữa, xin theo ổng. Hằng ngày không có cho mình dùng bữa ăn giống gì là đủ rồi. Mình cứ dùng xong rồi, tôi cảm ơn ông rất nhiều rồi. Tôi xin cứu ạ. Không còn ở đây, tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ cho tôi. Có được hộp cơm ăn là đủ rồi, không cần gì nhiều. Tôi xin cứu. Thì ông bà bác ơi, Long Ngữ tập đoàn cái dòng mình đã dùng rồi, chừng Long nó hơi đào thì Long sẽ ngồi cho vị trí này kia cái dòng ra nhà mà bác ha, đẩy đi đâu có cái bàn còn lạnh. Xin chào. Xin chào anh đẹp trai. Cơm ngon không? Dùng bánh trái ngon chưa? Ngon. Chắc chết lâu rồi đâu có hưởng lượng gì phải không? Đúng rồi. Hồi sống có cái này ăn không? Sống quá này tôi có. Vậy hả? Đồ trái mà ăn cho tĩnh tâm để mà về chùa tu mau siêu thoát. Ăn nữa không? No hả? Không. Lúc chết tới giờ không ăn được. Vậy hả? Ngon không? Cảm ơn ông nha. Có thể cho tôi biết lúc chết là bệnh chết là nhiêu tuổi, rồi tên gì, rồi anh Boss chết kiểu làm sao, hồi nãy nói làm sao quên rồi. Có thể kể lại tôi nghe, có vợ con gia đình gì chưa? Tôi tên là Lòi. Lòi hả? Lòi. Lòi hả? Lòi Khẩm ha. Ok anh Lợi, nói đi anh Lợi. Tôi người dân ở bên Lạc Quối á. Ừ. Nhà tôi mở cái tiệm tạp hóa tôi bán. Vậy hả? Bán gì? Bán trà đá, cà phê đó hả? Bán nước ngọt, bánh trái, bánh kẹo, siro, xin tố vậy đó hả? Đó bán siro, bánh kẹo. Cái tôi hay không? Trước hả? Thời đó tôi chưa ra đời, tôi biết được hay. Cái quỷ, cái tụi bó ra nó vô nó xin. Nó xin hả? Là có cho nó không? Nó xin, nó cho, nó xin đủ thứ thôi. Rồi nó xin thuốc lá, nó xin tùm lum hết trơn. Xin thuốc hút rồi tùm lum nữa hả? Nó xin rượu nữa. Tụi anh Boss nó hay nhậu lắm, nó nhậu dữ lắm, nó xin rượu. Cho nó mớ rồi, cho nó rồi, nó xin nữa. Nó xin hoài, tôi nói để tôi bán buôn gì. Cho hoài, cho đứa đồ nợ. Không cho nữa. Vậy hả? Không cho nữa, nó mới bắt tôi. Hai qua thằng nó bắt tôi. Rồi làm sao cũng chống cự rồi hả? Tôi chống cự đâu có lợi đó. Bắt tôi rồi hai qua thằng nó chơi ác lắm, nó lấy cái sắt nó hơi cho nóng rồi nó đưa vô mặt tôi.
đuôi hai mắt luôn. Nó hàng thùng lung hết trơn. Tôi cũng chưa có chết. Rồi tôi bị thiểu à. Đau quá thiểu. Cái bị chết. Mới tốn theo cái đoàn 10 người đó. Tỉnh dậy qua chạy đi, máu me không? Ừ, chạy đi qua qua cái khu vực này trốn nè. Rồi sao chết à? Đi qua đây đói khát lạnh lẽo. Rồi không có gì ăn nữa, kiệt sức. Với bị chảy máu nhiều quá hả? Bị ăn cái cây trúng độc chết. Trời là trời. Mới qua khu vực này đâu có biết. Đói nữa ông ơi. Rồi lớp bị thương máu nó chảy ra. Rồi kiếm cái gì ăn lại vô. Gọt cái trái cây kia nó có cái trái bự. Bạn ăn. Ừ. Ngộ độc chết luôn. Trời ơi. Biết cái trái không biết tên gì hả? Thấy nó chín. Không biết. Ăn lại luôn. Đói quá thì ăn lại. Sao không xuống nhà dân xin ta ăn? À, lúc đó thời gian chưa đang ở trong lọc bối nó đang chiến tranh đó. Dân ở ngoài đây người ta, đúng người ta cũng rung rinh ta sợ. Xuống gì. Thấy người lại người ta cũng sợ ha. Anh nay nó lo núp vô không? Rồi vợ con gì chưa? Có. Vợ con tôi thì cũng bán độc quá. Cũng bán luôn. Dạ con còn sống không là bị nó giết chết luôn không? Nó tôi tại tôi chống cự nó xin hoài cái bọn boss đó nó hồi không cho nó một lần á, nó xin hoài luôn. Nó xin cho thằng này vậy nó xin thiếu cho thằng kia. Trời, nó xin hoài vậy đó. Vậy nó còn gì nó buôn bán gì lời lắm gì nữa dấu luôn rồi tôi mới không cho nó bực bội nó hành hạ tôi vậy đó. Này là như của người ta bán là như của nó vô duyên. Tôi lúc tôi bán là tôi năm mấy tuổi rồi. Tôi ra đây cũng bốn mấy năm chục năm. Tính ra trăm tuổi rồi ha. Tôi cũng gần cả trăm tuổi rồi. 90 chín mấy rồi. Bây giờ cũng cảm ơn ông đã dọn cái bàn ra đây. Đói lắm rồi. Ăn no rồi. Rồi cảm ơn ông ha. Đấu với ông nãy nha. Đấu nữa không? Tôi cũng chưa có sợ ông đâu. Vậy hả? Vậy ăn no rồi. Mày làm sao? Chơi ông nữa chứ không. Còn được nhiêu chiêu nữa? Bên boss đó, là lúc tôi sống á. Tôi học cái bộ của boss. Lâu quá không có xài. Giờ xài thử rồi. Tôi mượn cái bàn cái cúng con đi. Tôi ông trưởng. Làm gì? Là tan nát cái bàn này nè. Là ông thắng. Để cái bố đập đi vô lẹ. Nghĩ sao bàn ta cúng để đồ ăn gì ông? Ông ăn không hết đâu, tôi phải chùa cúng cho người khác. Ông đổ hết rồi lấy gì tôi cúng cho người khác. Còn nhiều vong tôi giúp đỡ mà mình vậy, ông đâu. Vậy ông để tôi nhớ cái khẩu quyết bồ của anh boss. Thằng này tôi cho nó mấy cây thuốc này nó mới chỉ tôi. Gì hả? Tôi chỉ rồi. Còn mấy chiêu có chiêu đó thôi hả? Không. Chiêu này nó quy lực nó mạnh lắm, ông ráng ông đỡ đi. Mà không mà thôi đi ông sư ơi. Không lẽ tôi dùng của ông rồi tôi phản bội ông, tôi cho ông nữa sao? Không, tôi cứ cho ông thoải mái, trước sau tôi cũng giúp ông mà không phải, ông cứ thử hết tài. Ông tin tưởng được tôi, đó là ông cứ thử khả năng mình cỡ nào, tôi thua rồi tôi đi về, tôi khỏi giúp ông luôn ở đây. Ông muốn làm gì làm, tôi nghĩ giúp ông, tại vì ông giỏi rồi, giỏi hơn tôi. Thì tôi đâu có giúp ông được, thì nào mà tôi giỏi hơn ông tôi mới giúp. Thì ông cứ chơi đi đánh đi, nào ông giỏi hơn tôi thì ông thua tôi thì tôi giúp ông, ông thắng tôi thì ông muốn giúp thì giúp, còn cái này thì nó không phải phép, không phải bùa chứ cái quái gì này, thư không? Ồ thư cái gì mà thư? Ông tự giải đi. Ông giải được thì tôi nghe lời ông, không giải được thì ông nghe lời tôi. Ăn mà đi mà đi.
chạy được hơn luôn hả? Ui, mình hơn tài giỏi quá. Tôi tốn 5-6 cây thuốc, 3 số 5 rồi chắc hời đó đó. Ông ơi ông pháp sư tôi tốn gần hết nửa gia tài của tôi. 3 số 5 hồi hồi nó mắc lắm. Nó mới chỉ cho tôi một cái chữ bùa anh boss đó. Rồi tôi chết tôi đem theo lúc để tôi chết vậy đó không có xài. Thử ông coi ông có giỏi cái nào. Thôi bây giờ tin rồi. Bây giờ giúp đỡ tôi coi. Cho ta Nguyễn cái mặt quái dị này đi. Thì tôi nói luôn, xin theo ông để hàng ngày có những phần cơm này dùng luôn đi, chứ tôi có nhiều quá đó. Tôi nói trước cho nó, ông giúp đỡ tôi. Ok, chắp tay đi. Mục đích tôi là gì mà? Đi. Tin tôi chưa? Đó, không lành không? Ôi cảm ơn. Giờ thì ông biết là tôi thế nào cũng giúp ông. Ông xin theo tôi, nhưng mà xin lỗi nha, không đi theo tôi được. Tôi giúp ông về một ngôi chùa lúc nãy như tôi nói đó. Một ngôi chùa cái am bự này nè, nhưng mà chứa cả ngàn cái vong linh gì đó. Về đó tu lành tu hiền thì cơm nước ông vong nó đúng. Hàng ngày đều có người Phật tử cúng cho mình, cúng cho những vong linh hưởng được ấm no rồi tiếp tục về tu. Tôi sẽ bây giờ còn cái gì, tôi sẽ hủy bỏ cái tà thực, cái chữ bùa của ông. Chỉ ba cái thực mới thời của ông, không còn đó là tà đạo đó. Thực gì của ông chia đó, cho nên thì tôi sẽ hủy bỏ cái đó cho ông. Về chùa ông tu nghe kinh kệ nhiều để sớm mình chuyển cái thiện thành người trong cái thời đại 4.0 này. Đất nước mình giờ phát triển đã hòa bình, không còn mình bót nữa. Hai bên đất nước cũng đã giao hợp với nhau, cùng hợp tác với nhau là mang rất là thuận lợi và rất là tốt luôn. Cầm chia vào Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ lấy cái thật đó nha. Quý. Rồi. Giờ tôi có còn gì nói nữa không? Tôi hỏi thêm coi. Bây giờ nghe nói là ở đây còn 10 người tôi giúp ông nữa là 3 người. Còn cái dòng nào nữa không? Rồi ông biết cái dòng qua chung với ông họ có dữ tợn, có đàn ông đàn bà gì không? Bao nhiêu người đàn bà? Mà bao nhiêu người đàn ông, hay là chỉ đàn ông thôi, đàn bà không có. Rồi ông có biết là có ai có thực cẩn cao mà giỏi không, mà để tôi biết tôi cẩn thận hơn. Để khi mà gặp những dòng nó mạnh hơn tôi, nó đánh tôi, cái là tôi luôn. Thế sao? Tôi lo thân tôi rồi, ông Pháp Sư rồi. Vậy hả? Còn gì kỳ? Đi qua một lượt đó, cách đây đi qua năm 1978 thì giờ. Thì một người gì đó, chọn một chỗ để... chủ yếu là dưỡng thương đó, để lặn sống đó. Nhưng mà tôi thì tôi chết rồi, còn mấy thằng kia không biết nó chết hay sống không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc nó cũng chết hết giống tôi rồi. Thì mỗi thằng chắc ở không rảnh rỗi nó cũng luyện đó, chứ đâu có ai tới đây đâu mà giúp đỡ cúng kiến gì cho ăn đâu. Lâu lâu có gặp họ không? Cũng nghe. Nghe cái tiếng la nói âm sùm ấy. Nghe nó liền kéo gì nó la âm sùm. Nghe cái tiếng thì tôi biết tại cũng nói chung với ông cũng ở chung một cái làng của Ba Chúc đó, cái làng Lạc Quế trong trọng á. Rồi quen nhau hết trơn à. Thằng ở hướng này, thằng ở hướng kia, nhà cách xa gần nhau vài chục mét à. Rồi cũng bị bọn anh boss á. Rồi rủ nhau đi lên đây nè, rồi nói nào nấy lo đi, chừng nào sống được thì đi xuống chân núi rồi gặp nhau. Mà tôi lên đây bốn mấy năm chục năm nay rồi lụm lên đây luôn rồi cũng không gặp được thằng nào, thì chỉ tôi nghĩ nó cũng chết hết rồi. Nếu mà vậy thì tôi cũng dễ giúp, mà có thể nếu mà ai còn sống thì ở đây chắc có lẽ cũng khuyên họ đi xuống đi, về Lạc Quế giờ hòa bình về đã sống lại cũng được, tìm bà con dòng họ gì đó còn không. Thì thôi bây giờ tôi không nói ngoài lề, tôi sẽ nói chủ đề của dòng. Coi như là ông bây giờ ông hiểu ra được là tôi giúp ông rồi đúng không? Ông về ngôi chùa để mà sớm tu nghe kinh kệ. Hồi còn sống mình có theo đạo Phật không? Ở trong đó tôi theo
bình Tư Ân Hiếu Nghĩa Sài Gòn. Yeah. Cũng cũng nhánh của đạo Phật đó, nhưng mà thờ bên Tư Ân, thờ cha thờ mẹ bên Tư Ân, đất nước nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn đồng bào, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn người đã sanh ta ra tạo cho ta hạt cơm. Rồi bên Tư Ân của tôi thì gì? Rồi Tư Ân, rồi hiểu rồi. Giờ thì lúc còn sống mình theo Tư Ân, bây giờ chết rồi tôi là pháp sư, tôi theo đạo Nhật Phật chính thống, cho nên bây giờ tôi dòng cũng vậy, tôi giúp dòng thì dòng cũng theo đạo chính thống đi, cho mình sớm được tâm an, rồi tu nghe kinh kệ niệm Phật là nhiều vô, để sớm dòng có cơ hội chuyển kiếp thành người. Sau khi chuyển kiếp thành người thì mình có cơ hội tốt, những gì mình nghe kinh kệ hoặc là có những gì mà pháp sư giúp ông thì cố gắng mình đem cái lòng từ bi, đạo đi đạo thống nhất, gọi là đạo đức con người, chứ đừng có nói đạo Phật thì cũng đúng, đạo đức con người giống như ông nói gì đó, đó là đạo đức con người chúng ta. Nhớ ơn ông bà tổ tiên, nhớ ơn cha mẹ, ví dụ đi đến đâu làm gì cũng nhớ ơn ông bà tổ tiên, lâu lâu không có cúng kiến gì đó không làm được, đi xa thì mình cũng nhớ ơn ông bà hoặc là tổ tiên, quê hương của mình, đất nước của mình, cho nên mình sinh ra, đúng không? Thì bây giờ dòng thì theo tôi theo đạo Phật đi, về đó chùa đó nghe kinh kệ nhiều vô để sớm chuyển kiếp thành người. Bây giờ thì đi hả anh Dông, cho hỏi là anh tên gì nó thời quên rồi. Tôi tên Lợi. Ừ, vậy thì đi hả Lợi ha. Ừ, thì anh chấp tay niệm A Di Đà Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho em 3 lần gì đó, rồi em làm cái thực cho anh về chùa nha. Ừ, phải đổ tôi tốn vài cây thuốc có số nữa, học cái chữ bùa mạnh chút xíu được. Rồi đi rồi, mới xả cái tâm quan định rồi còn nói gì nữa. Rồi. Bây giờ muốn ở đây hay đi? Thôi tôi quên rồi. Ừ. Niệm sao chữ như là Phật, kêu niệm Phật mà nói vậy đó thua luôn á. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi. Rồi ông bà bác ơi. À, cũng đã giúp cái dòng này về chùa tu lành tu hiền rồi. Cảm ơn mà bác đã theo dõi video. Thì cái dòng này lúc cuối nói một câu nghe mắc cười. À, mình đã giúp cho ngộ đạo hiểu, còn muốn học cho nhiều rồi chơi nữa. Đúng là một người nó không có lòng từ bi bác ái, không biết yêu thương chúng sanh cũng như là yêu thương vạn vật. Và con người chúng ta là ai sống nó cũng hiền, nhưng mà mình bớt sát sinh lại, mình bớt ăn những con vật lại, hãy trì chú và ăn chay, tinh tấn tu tập nhiều để có cái năng lực, nhất năng lực từ bi, trau dồi kiến thức, trau dồi tâm tâm yêu thương. Người ta có chửi có mắng gì thì đôi khi mình có tiếng qua tiếng lợi nhỏ xíu thì cái chuyện đó nó xong mình bỏ qua. Cho nên thường hay Lâm nói là tại sao Lâm nói pháp sư nhỏ xíu xíu, một nói vui cho ông bà con bác nghe. À, hai nữa thì bản lãnh của Lâm cũng nhỏ xíu xíu à chứ đâu có gì đâu lớn lao mà phải pháp sư dữ dằn, cho nên kêu pháp sư nhỏ thì cho nó dễ chịu một chút. Như vậy nha bà ha, video Lâm giúp đỡ được ba cái dông, bên ba chút qua rồi còn 7 người nữa Lâm sẽ tìm cách di chuyển đây, do cái Lâm, cái chân Lâm nó bị tái hoát lại, Lâm sẽ cố gắng đi được thì mình cứ đi giúp nha bà ha, đi giúp hết ngày này thôi. Như vậy nha bà bác ha, video Lâm sẽ kết thúc từ đây, chào tạm biệt bà bác, hẹn bà bác những video tiếp theo nha. Này Lâm mà ông bảo bác thấy Lâm mặc cái quần. Cái quần này đi núi thôi, ở đó. Đó là thôi.